Chiều nay ngày 22 tháng 2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến dự và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ tại một số đơn vị địa phương. Theo các quyết định được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều động ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đến nhận công tác tại quận Liên Chiểu và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, điều động Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà Nguyễn Thành Nam đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở, điều động ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng Phòng Đầu tư Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đến nhận công tác tại quận Sơn Trà và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Nguyên Hào, trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án, Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới và đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới.